Ở thời điểm hiện tại, Anaconda tại Amazon, Nam Mỹ đang là loài chăn lớn nhất trái đất. Với chiều dài từ 7 đến 8 mét, nặng từ 200 đến 500 kg, lùi về 40 triệu năm trước tại nơi mà ngày nay là Ai Cập và Algeria, loài rắn Gigantopithecus thống trị với chiều dài khoảng 10 mét. Sâu hơn trong dòng chảy lịch sử, từ 60 đến 58 triệu năm trước, một loài chăn với chiều dài 13 mét, nặng hơn 1 tấn đã từng tồn tại. Đây là nỗi kinh hoàng cho tất cả các loài sinh vật cùng đời. Không ai khác đó là Titanoboa, loài bò sát huyền thoại khổng lồ từng ngự trị trên hành tinh của chúng ta. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước của nó lớn đến mức nào, săn mồi ra sao và tại sao nó lại tuyệt chủng. Hãy ấn like và subscribe ngay rồi chúng ta cùng bắt đầu video thôi nào. Titanoboa lớn đến mức nào? Khi được mô tả lần đầu vào năm 2009, Titanoboa được ước tính dài khoảng 12,8 mét, nghĩa là ít nhất xét về chiều dài, Titanoboa lớn hơn loài giữ kỷ lục lớn nhất trước đó là loài rắn Gigantopithecus. Mô hình sau này được trình chiếu như một phần của bộ phim tài liệu Titanoboa Monster Snake của Smithsonian cho thấy tổng chiều dài khoảng 14,6 mét, một con số đã có, kể từ đó thường được những người khác làm tròn đến 15 mét. Các loài bò sát này thường được cho là phát triển phù hợp với nhiệt độ môi trường xung quanh sẵn có của khí hậu. Điều này là do nhiệt độ cao hơn khá ổn định trong suốt cả năm với rất ít sự thay đổi theo mùa, cho phép loài vật này biến nhiệt duy trì. Điều này có nghĩa là các chức năng của cơ thể như tiêu hóa, tuần hoàn và hô hấp cùng nhiều chức năng khác đều trở nên hiệu quả hơn rất nhiều, và một nguồn năng lượng lớn hơn có thể được dành cho các chức năng khác như tăng trưởng. Liên quan đến kích thước lớn hơn của Titanoboa, điều này có thể chỉ ra rằng nhiệt độ toàn cầu cách đây 60 triệu năm, đặc biệt là ở xích đạo, cao hơn đáng kể so với nhiệt độ mà chúng ta biết ngày nay. Là bởi vì ngày nay, những loài rắn lớn nhất được biết đến sống gần xích đạo thường có kích thước dài từ 5 đến 6 mét, với những cá thể hiếm hơn có thể dài gần 6,5 đến 7 mét. Titanoboa thường được ghi nhận là có chiều dài khoảng 13 đến 15 mét. Mặc dù cần phải đánh giá cao rằng với tư cách là một chi, rất ít tàn tích hóa thạch của Titanoboa được biết đến, có thể vẫn còn đang phát triển lớn hơn nữa. Nhưng cần thận trọng trong việc này về việc tái tạo phân luân dựa trên vật liệu hóa thạch hiện có. Loài chăn Anaconda được cho là có chiều dài chỉ hơn 6,5 mét. Tuy nhiên, loài rắn lớn nhất tính theo chiều dài cơ thể là chăn lưới Python reticulatus với chiều dài được cho là gần 7 mét đối với những cá thể lớn nhất. Một số lưu ý bổ sung về chăn Anaconda và chăn lưới thì cả hai loài này được coi là lớn hơn những con số này, nhưng mức độ có thể khác nhau rất nhiều tùy theo nhiều nguồn nghiên cứu. Cũng có nhiều tuyên bố của những nhân chứng tận mắt, đặc biệt là từ thế kỷ 18 và 19 về những con chăn lớn hơn rất nhiều, có thể là lớn hơn cả Titanoboa. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào về những con rắn quái vật này và thậm chí nhiều ước tính hiện đại hơn đã được chứng minh là không hợp lệ. Một vấn đề là hầu hết những con rắn lớn được báo cáo cho khoa học thường đã chết, và khi được bảo quản, da rắn có thể kéo dài đến mức đáng ngạc nhiên. Da của một con rắn dài 5 mét có khả năng kéo dài đến 7,5 mét sau khi chết, gây ấn tượng sai lầm cho những người xem sau này rằng con rắn có một nửa nhưng khi chết lại lớn hơn thực tế. Đây là lý do tại sao chỉ những phép đo rắn sống được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm xử lý và đo rắn mới được cộng đồng khoa học chú ý. Trước khi chuyển sang phần tiếp theo, cần cân nhắc đặc biệt về kích thước của Titanoboa là giới tính. Có một đặc điểm có thể quan sát được ở loài rắn là con cái thường lớn hơn con đực. Mặc dù tàn tích của Titanoboa vẫn còn quá ít để có thể kết luận một cách thuyết phục, minh họa cho sự khác biệt giữa Titanoboa đực và cái sẽ thực sự bất thường nếu con cái nhỏ hơn con đực. Đời sống và phân bố. Hóa thạch Titanoboa cho đến ngày nay chỉ được biết đến từ thành hệ Carrion của Colombia. Thành hệ Carrion đại diện cho sự xuất hiện sớm nhất được biết đến của rừng mưa nhiệt đới. Khu vực của thành hệ là nơi chứa các hóa thạch nguyên mẫu của Titanoboa, được cho là có niên đại từ thế Selandian của Paleocene. Điều này có nghĩa là Titanoboa được biết là đã sống cách đây khoảng 60 triệu năm, và khoảng 5 triệu năm sau sự kiện tuyệt chủng đánh dấu sự kết thúc của đại trung sinh cùng với sự biến mất của các loài khủng long. Trong thời gian này, Titanoboa có lẽ đã sống và săn mồi ở vùng thấp, những khu rừng nhiệt đới nằm trong một hệ thống sông rộng lớn đang chiếu qua cảnh quan. Cách chúng săn mồi. Rắn là những loài mà bạn gọi là loài đa năng, sẽ ăn bất cứ thứ gì chúng bắt được. Điều này đặc biệt đúng đối với những loài rắn không dựa vào nọc độc để khuất phục con mồi, và do đó không dựa vào hoạt động của nọc độc nên có thể là những tác động khác nhau. Tuy nhiên, bằng cách thắt chặt, chúng sẽ làm ngạt thở con mồi,
do phổi của nó bị các cuộn cơ của rắn ép đến mức phổi không thể nở ra để lấy không khí trong lành có oxy. Trong khi các loài chăn không có răng nanh để tiêm độc độc, chúng vẫn có các hàng răng mọc thành hàng ở hai hàm. Những chiếc răng này thường rất mỏng nhưng nhọn như kim, thích nghi để đâm thủng các mô mềm và giữ con mồi nằm im tại chỗ. Những chiếc răng này thường cong về phía sau một cách mạnh mẽ. Do hình dạng này nên khi những chiếc răng này móc vào thịt con mồi, con vật đó không có cách nào thoát ra được. Ví dụ như anaconda hoặc chăn nào đó từng bám vào bàn tay của bạn, điều tồi tệ nhất mà bạn làm chắc là ngay lập tức cố gắng rút nó ra. Mình khuyên bạn đừng làm vậy, vì bạn sẽ chỉ khiến răng của nó ăn sâu hơn vào da thịt mà thôi. Thay vào đó, điều bạn phải làm trước tiên là đưa tay vào sâu trong miệng của nó, sau đó mở hàm trước khi bạn có thể rút tay ra. Mặc dù người ta chỉ tìm thấy một phần xương sọ và xương hàm, nhưng Titanoboa vẫn được cho là có những hàng răng mọc ngược trong miệng. Điều này sẽ giúp phần đầu giữ chặt, dù con mồi có vùng vẫy mạnh đến đâu thì cũng không có cách nào thoát ra được. Titanoboa sau đó có thể cuộn cơ thể to lớn của mình quanh cơ thể con mồi và siết chặt. Với cơ thể chủ yếu là cơ bắp thì Titanoboa có thể gây một áp lực nghiêm trọng lên cơ thể con mồi. Việc tiêu diệt con mồi thực sự có thể chỉ mất vài phút đối với Titanoboa, nhưng việc ăn thịt con mồi thực sự sẽ lâu hơn đáng kể, cho thấy rằng nó có cấu trúc đầu tương tự như các loài rắn như anaconda. Điều này có nghĩa là hàm dưới sẽ kéo dài ra phía sau để phạm vi mở miệng được lớn hơn. Thêm vào đó, hàm dưới có khả năng di chuyển độc lập với nhau. Điều này có nghĩa là không chỉ hàm dưới có thể tách ra để mở rộng hơn nữa, cho phép miệng đi trên cơ thể con mồi. Răng sẽ lại có ích vì một bên có thể giữ đầu ở đúng vị trí trong khi phần còn lại di chuyển dọc theo và ngược lại. Một khi cơ thể của con mồi nằm trong dạ dày của Titanoboa, axit dạ dày sẽ hòa tan tất cả các bộ phận của con vật từ thịt mềm đến xương cứng. Thời gian tiêu hóa một con vật tất nhiên sẽ phụ thuộc vào kích thước của con mồi. Với những con lớn hơn thì có khối lượng lớn hơn và mất nhiều thời gian hơn. Sự trao đổi chất cũng là một yếu tố. Nhiệt độ tối ưu thì quá trình tiêu hóa càng hiệu quả. Xét về hành vi săn mồi thực tế, kích thước tuyệt đối của một con Titanoboa lớn có nghĩa là nó không có khả năng di chuyển qua tán cây như nhiều dạng nhỏ hơn. Và vì vậy, nó có lẽ đã dành thời gian trườn qua cây hơn là cố gắng đi săn. Tuy có một sự cồng kềnh về mặt thể chất khi di chuyển trên mặt đất, nhưng Titanoboa vẫn có khả năng thực hiện một cuộc tấn công phục kích nhanh như chớp vào con mồi đi ngang qua tầm mắt nó. Titanoboa có lẽ là nguy hiểm nhất khi ở dưới nước, vì khi đó trọng lượng cơ thể không có ý nghĩa gì với sức nổi của nước. Đây chính xác là lý do tại sao các loài sinh vật biển như cá voi phát triển quá lớn. Điều này có nghĩa là ngay cả một con Titanoboa lớn cũng sẽ rất nhanh khi di chuyển trong nước, cũng như tiêu tốn tương đối ít năng lượng để làm điều đó so với những gì nó phải làm nếu ở trên cạn. Một ưu điểm khác của việc săn mồi dưới nước là phần cơ thể của Titanoboa sẽ được ẩn đi, sẽ che giấu bất kỳ cách tiếp cận nào từ nó khi nó chìm trong bề mặt nước, trong khi Titanoboa có thể bám theo hình bóng của con mồi được nó ngắm đến. Ngoài ra, nó còn có thể nín thở trong một thời gian đáng kể, chờ đợi những động vật khác bơi trong nước để sau đó nó có thể tấn công từ bên dưới. Titanoboa ăn gì? Như đã nêu ở trên, các loài bò sát này có xu hướng chung chung. Ngay cả những loài có thể thể hiện sự ưa thích đối với một số loài động vật thông qua các kiểu hành vi săn mồi cụ thể, nó vẫn sẽ cố gắng tấn công các động vật khác nếu nghĩ rằng chúng có thể có cơ hội săn mồi. Để xác định Titanoboa ăn gì, chúng ta phải nhìn vào hệ động vật đã biết khác của hệ tầng Caryon. Một số loài nổi bật như là cá sấu, các chi Cerezonisuchus, Acherontisuchus và Anrachosuchus. Mặc dù bản thân cá sấu là loài săn mồi đáng sợ, nhưng thực tế khoa học đã biết rằng chúng có thể trở thành con mồi của những con rắn lớn. Những loài rắn này sẽ không ngần ngại tấn công và tiêu thụ chúng. Hành vi này đã được chứng kiến một cách độc lập. Một loài như Titanoboa được biết là lớn hơn nhiều so với các loài rắn hiện đại, có thể đã tấn công và ăn thịt cá sấu. Một số loài trong số đó có kích thước tương đương với các loài mà chúng ta biết ngày nay. Cá sấu thời tiền sử và rắn khổng lồ không phải là loài bò sát duy nhất hiện diện ở thành hệ Caryon. Những loài rùa nước ngọt lớn hơn nhiều so với những loài mà chúng ta biết ngày nay cũng sống ở đó trong thế Paleocene. Các chi này bao gồm Carbonimus và Buentimus. Những con rùa này được biết đến là đã phát triển đến mức có lẽ rất khó có khả năng ngay cả một con Titanoboa cũng có thể nuốt chửng. Trên thực tế, đây có thể là một phần lý do tại sao những con rùa này lại có những chiếc mai lớn như vậy ngay từ đầu. Với việc chúng quá lớn, chúng có thể đã tự loại mình ra khỏi thực đơn một cách hiệu quả. Có thể lập luận rằng một con Titanoboa lớn có thể đã nghiền nát mai rùa trong cú của người của nó và làm vỡ nó ra. Những điều này sẽ mất rất nhiều thời gian, nỗ lực nhiều hơn là chỉ ép không khí ra khỏi phổi.
Và mặc dù nó có khả năng tiêu hóa xương và vỏ, nhưng nó lại mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa so với những con mồi có thịt hơn như cá sấu. Do đó, mặc dù Titanoboa có thể đã săn luôn cá rùa, đặc biệt là những con non nhỏ hơn, nhưng chúng có thể thích những con mồi dễ dàng hơn. Viễn cảnh thứ ba về các con mồi của Titanoboa vẫn khiến mọi người ngạc nhiên là các loài cá lớn. Cá được cho là bị rắn ăn, bao gồm các loài rắn như Anaconda và phần còn lại của các loài cá phổi đặc biệt lớn có thể đã phát triển đến mức này với chiều dài 3 mét. Được biết đến từ thành hệ Carrion, chắc chắn nó có khả năng tấn công một con cá lớn. Nhưng giết một con cá phổi có lẽ còn rắc rối hơn một chút nữa. Chừng nào nước còn chảy qua mang thì nó không thể nhấn chìm một con cá như có thể làm với cá sấu. Và nó cũng không thể làm một con cá phổi bị nghẹt thở chỉ bằng cách vớt nó ra khỏi nước. Titanoboa vẫn có thể giết chết một con cá phổi bằng cách thắt chặt, chẳng hạn như bằng cách đóng chặt các lỗ mang dưới nước hoặc kéo cá phổi lên khỏi mặt nước rồi ép. Nhưng nếu Titanoboa cũng ăn những con cá phổi lớn này thì chúng có thể đã bắt đầu nuốt cá khi vẫn còn sống. Và sau đó dựa vào quá trình đó để làm cá ngạt thở, Titanoboa có thể đã giữ được một con cá phổi trong thời gian dài. Lỗ ở miệng dưới không bị cản trở nên bản thân Titanoboa vẫn có thể thở. Một chủ đề khác tất nhiên là ăn thịt đồng loại. Các loài rắn trong tự nhiên đều biết đến là ăn thịt những con rắn khác, kể cả những con cùng loài nếu chúng phát hiện ra một cá thể đặc biệt nhỏ hơn mình. Thì con cái sẽ lớn hơn đáng kể so với con đực, đến mức con đực sẽ là bữa ăn dễ dàng cho con cái to lớn. Trên đây là suy đoán dựa trên hệ động vật đã biết của hệ tầng Carrion. Rất có thể các loài động vật khác như chim và động vật có vú cũng sẽ có mặt trong cùng một môi trường và chúng ta đơn giản là chưa tìm thấy bất kỳ hóa thạch nào của chúng. Điều đáng chú ý là không phải mọi loài động vật đều bị hóa thạch. Và trong trường hợp hệ tầng Carrion là một mỏ than đang hoạt động, gần như chắc chắn rằng vô số hóa thạch mà chúng ta biết đã bị phá hủy. Vì sao tuyệt chủng? Nói một cách đơn giản thì không ai biết chắc chắn, nhưng có hai lý thuyết chính. Thứ nhất là sự thay đổi nhiệt độ toàn cầu. Ngày nay chúng ta có thể thiết lập mối tương quan rõ ràng giữa kích thước loài bò sát và nhiệt độ khí hậu xung quanh. Một số loài bò sát ở những vùng ôn đới hoặc có sự chênh lệch mạnh mẽ theo mùa giữa nóng và lạnh dường như vẫn khá nhỏ. Tuy nhiên, khi đến gần xích đảo hơn, nhiệt độ trung bình tăng lên và sự biến đổi theo mùa cũng tăng lên gần như không tồn tại do thực tế đơn giản là ánh sáng ban ngày tiếp xúc với mặt trời là không đổi. Ngược lại, các vĩ độ cực bắc hoặc nam có số giờ ban ngày kéo dài hoặc giảm tùy thuộc vào cách trái đất nghiêng trên vòng quay của nó khi nó quay quanh mặt trời. Bởi vì nhiệt độ xích đảo ổn định hơn nên các loài bò sát dễ dàng khai thác nhiệt độ môi trường đó hơn. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng nếu cho phép loài bò sát sống gần xích đảo hơn, có thể đạt được kích thước lớn hơn vì chúng không phải lo lắng về sự chênh lệch nhiệt độ ở đó. Tuy nhiên, người ta cũng cho rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu đang giảm rất chậm. Điều này được cho là đã góp phần dẫn tới sự chuyển hóa toàn cầu từ rừng rậm sang đồng cỏ mở rộng trong các kỷ nguyên sau này, tiến tới Miocene. Một ý kiến cho rằng Titanoboa cuối cùng cũng đã không thể duy trì quá trình trao đổi chất do nhiệt độ trong hệ sinh thái của chúng giảm xuống. Điều này có thể khiến chúng bị thay thế bằng những loài rắn nhỏ hơn vẫn có thể hoạt động tối ưu ở nhiệt độ thấp hơn như Mastoia và Gigantophis ở những nơi khác trên thế giới được biết là đã tồn tại cho đến giữa thời kỳ Eocene, khoảng 20 triệu năm trước sau khi Titanoboa biến mất. Tuy nhiên, vì bằng chứng hóa thạch tại thời điểm đó chỉ ra rằng những con rắn này nhỏ hơn Titanoboa, nên chúng đã thực sự ủng hộ giả thuyết về nhiệt độ toàn cầu giảm, dẫn đến sự chuyển đổi sang sự thống trị của các loài rắn nhỏ hơn. Giả thuyết khác giải thích sự tuyệt chủng của Titanoboa là do sự thay đổi môi trường sống. Khoảng 60 triệu năm trước, hệ thần Carrion là vùng đồng bằng ven biển thấp, được bao phủ bởi những khu rừng nhiệt đới tươi tốt có hệ thống sông rộng lớn chạy ngang qua cảnh quan. Hệ tầng Carrion ngày nay là mỏ than lớn nhất ở Colombia và nằm cao hơn nhiều so với mực đất biển vào thời kỳ Paleocene. Than của thành hệ Carrion về cơ bản là tàn tích hóa thạch của tất cả các loài thực vật và cây cối, từng hình thành nên những khu rừng nhiệt đới tươi tốt lẽ ra đã tồn tại vào thời Titanoboa. Điều này đã bảo tồn rất nhiều hóa thạch thực vật, động vật, nhưng nó cũng chứng minh rằng môi trường sống cụ thể mà Titanoboa sinh sống đã biến mất. Điều hợp lý hơn là nó có thể đã phân bố theo địa lý và thời gian rộng hơn những gì chúng ta biết. Chúng ta chỉ chưa biết về hóa thạch mà thôi. Vừa rồi là những thông tin mình muốn gửi đến các bạn về Titanoboa, loài bò sát khổng lồ từng tồn tại trên hành tinh của chúng ta, gồm có nó to đến mức nào, săn mồi gì và tuyệt chủng ra sao. Nếu thấy video để hữu ích thì để lại một like, một subscribe để ủng hộ thành quả lao động của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.